Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em có về được một ít hàng, đa phần là những con giải mã chuyên nghiệp và CD kim giải mã. Thì trước mặt anh em là ba con giải mã của Lukman, dòng giải mã cho chất âm tuyệt vời. Đó là Lukman DH200. Thì em về được ba con, một con không có thùng xốp và hai con thùng xốp. Dây nguồn catalog đầy đủ rất là đẹp. Dây nguồn riêng nha. Đây là ba con. Tuyệt vời. Thùng xốp. Thì giá những con này là trên 20 triệu nha anh em. Tùy theo con, không thùng xốp thì nó cũng đã trên 20 rồi. Thì trên có thùng xốp thì nó mắc hơn một chút nữa. Thì trên cái trên này nó sẽ có chút xíu thôi. Anh em nào liên hệ cho em thì có giá cực kỳ tốt. Đây. Em cũng xin báo giá trên lý do. Có nhiều anh em nói là có nào em báo trực tiếp được, mình báo trực tiếp. Tại vì những cái món hàng này em có thể giao lại cho lái của em, cho nên em phải báo cái giá trên, không có cụ thể được là phải để cho lái mình bán nữa, anh em thông cảm nha. Còn anh em nào thật sự yêu, thật sự mua hàng, hãy liên bốc máy lên gọi cho em ngay nha. Để có giá tốt nhất. Đây là hai ba con Lukman DA200. Và trước mặt em có về được hai cái đồng hồ. Một cái là hai cái đều của Seiko hết. Một cái nhỏ đây. Cái nhỏ cái đều có quay hết nha. Chạy hoạt động tốt hết rồi. Cái nhỏ thì riêng cái nhỏ phía sau có miếng mica nó mất chút xíu rồi, không ảnh hưởng gì hết. Đó. Cái nhỏ là 1,2 triệu ha. Cái mã 1,2 triệu, còn cái to là 1,5 triệu nha, rất là đẹp nha. Có hai con thôi. Rồi. Cái này em báo trực tiếp được thì em sẽ báo trực tiếp luôn, anh em khỏi lo. Về ngoài ra giải mã chuyên nghiệp của Lukman thì em còn giải mã của Pioneer nè anh em. N50 nè. N50A nè. Và N50 màu đen, rồi N70AE. Thì những con này là nguyên thùng xốp đầy đủ hết anh em ha. Đó. Rồi CD kim giải mã cao cấp thì ở đây có con đây là con DCD 1650SE. 1650SE thì con này là dòng giải mã kim CD 32 bit cao cấp mà chạy Super Audio đó. Đó. Thì giá của con này là dưới 20. Con này là dưới 20 anh em ha. Thêm một con đẹp bên đây thì giá là 20. Giá là 20 triệu đồng là con đẹp. Đó thì rồi BDH-X7 nè. Em quay về là mặt mũi là anh em biết rồi, nó đẹp. BDH-X7 cũng là giải mã 24 bit của Pioneer. Đó, CD kim giải mã. Đấy. Rồi tiếp tục thì hôm nay em có về thêm được là hai con. Một con S10 trơn và một con S10 2 la mã và một con Amly S10 nha. Đó thì hôm nay em về được bao nhiêu đây nữa, nhưng mà mấy con này em chuẩn chưa có khui. Chưa có khui nha anh em. Rồi tiếp đến đó là một cặp loa Bose 4.2 series 2 nha. Màu vàng, thùng màu vàng nha anh em. Đẹp tuyệt vời luôn á, em vẫn chưa khui đây. Thì giá hôm nay em về con này cho anh em cực kỳ tốt nha. Chỉ có 15.500.000 bao ship cho anh em luôn nha. Đẹp cực kỳ. Đấy. Em bán bằng giá với series 3 màu vàng luôn nha. Đó là 4.2 series 2. Rồi thì đây là quay lại cái chủ đề của Lukman. Em cũng giới thiệu sơ bộ luôn thì đây là em quay một cái về phía sau. Anh em để ý số series ha, 314A. Ở đây thùng vẫn là 314A nha, hai con thùng xốp có thùng là trùng series luôn nha. Không bị lệch. Nó gồm có cắt ngõ vào như thế này anh em. Thì ở đây có hai cái analog A1 và A2 và ngõ vào của Coaxial Optical và cổng USB truyền từ máy tính sang. Truyền từ máy tính sang. Và cổng ra của nó gồm có hai cổng RCA. Đây. Và hai cổng đường ba lăng. Dòng mà anh em biết có giải mã có ba lăng thì chắc nó rất là hay. Ở đây thì nó có cái công tắc gạt ở đây nè. Anh em gạt qua cái chế độ này á thì mình có thể điều khiển cái tín hiệu ra lớn nhỏ nè. Đó. Còn anh em gạt qua chữ variable thì nó là ra hết mức, không có khiển được cái này. Em thì em gạt qua để mình fit layout nữa ha. Đó. Nó gần như một cái rề vậy đó. Nếu mình xài đường analog nha. Còn đường ba lăng thì nó ra hết. Anh em thấy ha. Và con này được sản xuất tại Gia Băng anh em nhé. Sản xuất tại Gia Băng. Điện là 100V. Điện 100V nha.
Riêng về lúc man giải mã của nó thì được sản xuất tại Nhật luôn đó. Và với lúc man như này, chúng ta có laptop thì chúng ta nên download một cái ứng dụng, cái phần mềm để chơi nhạc trực tiếp trên laptop qua thì nó rất là hay. Thì em sẽ có một clip sau để hướng dẫn anh em chơi đó. Rồi anh em ha, em cũng xin nhắc lại ha, về giá của con ba con âm đi, ba con giải mã của Lukman thì giá nó là trên 20, trên 20 thì theo con là không thùng xốp hay là có thùng xốp là vậy thôi. Em lấy một cọng dây nguồn xuống em coi ha, dây nguồn riêng nha, có logo Lukman này, dây nguồn rất là to, rất là đã luôn. Đấy. Rồi thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345 nha. Em ship hàng toàn quốc. Tới đây em cũng xin kết thúc, và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.